tâm vỏ cải hay không? Em có đồ về. Đó. Nha. Hey. Con về đây con mạnh mạnh. Vậy hả? Ok, lại anh kia bắt đi. Đi. Mussel nè mọi người ơi. Ta. Wow, con này đẹp. Wow, ở đây mussel nhiều lắm nè mọi người. À. Bữa nay là bạn Tâm Võ dắt mình đi bắt mấy con này. Được. Công nhận cái này mới gọi là bạn nè. Rất là tốt bụng với mình. Mà mình bắt là đủ ăn thôi chứ mình không có ăn gì. Hôm nay mình sẽ nấu món mì Hàn Quốc ăn chung với lại mấy con chim chép bắt ở ngoài biển về nha các bạn. Đầu tiên thì mình sẽ luộc mấy con chim chép này lên trước, sau đó thì mình mới luộc mì lên. Để mình cắt một ít hành lá để mình nấu với lại mì nha các bạn. Đây mình muốn ăn hành lá là mình ra ngoài vườn mình lặt mình ăn, không cần phải đi đâu xa hết á. Đó, thấy hành lá của mình tươi tốt ghê không? Rồi, mì mình cũng đã trộn xong rồi các bạn ơi, nhìn rất là ngon. Ok, bây giờ mình sẽ gỡ mấy con chim chép này ra, bỏ chim chép vào trong mì.
Đó, hôm nay mình sẽ ăn mì chung với mấy con chim chép. Nhìn rất là hấp dẫn, mọi người thấy không? Quá tuyệt hảo luôn. Quá đã. Hôm nay trời rất là nóng mọi người. Hôm nay thì mình nấu món mì với lại hàu rất là ngon. Con hàu mà hôm bữa những tập trước các bạn coi lại, mình gọi con này là con chém chép, mình không biết nó là con gì, mình gọi đại luôn. Bây giờ thì mình mới biết nó là con hàu, rất là ngon. Chán chán. What happened? Just something in there. The same. I guess. A little bit. Mình thích ăn mì Hàn Quốc tại vì cọng mì nó dai dai rất là ngon. Mấy con hàu chấm nước tương chanh. Quá đã luôn. Còn này là trứng chiên với lại sausage anh xã mình chiên. Good. Cẩn đây. Trái dải của bạn Tâm cho mình rất là thích ăn trái dải, ngon. Trái vải thì đúng hơn. Sorry các bạn, mình sai chính tả. Trái vải à, bây giờ mới là đúng nè. Trái vải. Yeah, this fruit is very sweet. Have you tried before? Yeah. You sure? Yeah. Mom gave it a couple of times. Yeah. I remember these things. Ồ, trái vải chín à. Ngọt quá chừng luôn. So sweet. A light sweet, sweet.
mì Hàn Quốc nó dai dai mà nó có cái độ cay. Loại này thì nó có độ cay vừa phải nha các bạn. Còn cái loại mà độ cay mà nặng á, mình đem cho bạn mình rồi, cái loại đó mình ăn không được tại nó cay quá. Nó cay đến mỗi mà cái môi của mình cảm thấy giống như nó bị nóng lên luôn á. Con hỏi hải cẩu biển nữa đâu nó đi vô, quyền đám bỏ thịt nướng ở đó xong chạy ra với con hải cẩu thịt nướng cháy khét luôn. Tại vì lần đầu tiên mới thấy con hải cẩu mà gần như vậy luôn á các bạn, rất là vui. I'm talking about that we eat the barbecue at the beach and somehow that we saw the seal. And then after that, everybody just go out there with the seal. And we don't care about the barbecue anymore. I know. Seal was taking a break with mom was hunting for food. And then she called him back and they started going. Mình tưởng con hải cẩu biển nó bị cái gì. Ai ngờ đâu thì ra nó nghe mùi thịt nướng của tụi mình nướng á, xong cái nó bơi vô, chắc nó muốn xin ăn hay gì á, xong hồi cái ngồi quê một đám ngồi với nó cả tiếng đồng hồ sau cái nó bơi lại xuống biển, nó đâu bị gì đâu. Ok, nếu mà các bạn xem video của Miley hãy nhớ ủng hộ kênh của Miley Mai Bùi và ủng hộ luôn cả kênh của bạn Tâm Võ USA luôn nha. Cái này là bạn YouTube của mình á, bạn đó cũng làm YouTube giống mình luôn, nhưng mà bây giờ hai đứa chơi chung với nhau, bây giờ cũng nói chung là rất là thân rồi. Nhớ ủng hộ mình với lại bạn đó nha. Cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình. Chúc các bạn có một ngày mỗi lần mà mình đang nói chuyện là cái ổng làm vậy hết nói chuyện luôn. I can't help you make really good food. I just gotta eat. It's kind of good. I want more. Ảnh thích đồ ăn của mình nấu. Cảm ơn các bạn đã theo dõi cái video của mình. Video đến đây là hết. Chúc các bạn một ngày có nhiều sức khỏe. Rồi, say goodbye to everyone. Bye bye. Bye bye. Xin chào. Peace. Bye bye. Thumbs up, like, and subscribe down below. Oh!